chào yeah, các bác nha hôm nay Deba uh, shop lại giới thiệu đến các bác một uh, con zippo để bàn nhìn rất là đặc biệt để anh em nhìn cái uh, kích thước cũng như là cái kiểu dáng này à, anh em có thể để, để trên bàn làm việc để chăm thuốc hoặc là để trên xe ô tô rất là đẹp à, con này thì được uh, mạ một lớp vàng anh em nhé vàng công nghiệp thôi à, năm sản xuất là năm khoảng 196x đây 196x chủ đề là annette này Anette em cũng chả biết chủ đề này là chủ đề gì nhưng mà nhìn cũng khá là đặc biệt và đơn giản nhưng mà không kém cái phần uh, trang trọng về tinh tế ở phía sau thì có những cái thông tin về ngày tháng đó ờ uh, bản lề là bản lề năm chấu này anh em nhé bản lề năm chấu con này thì uh, khá là nặng khá là nặng kiểu anh em nào thích chơi kiểu hàng sưu tầm ấy trưng bày thì là mới nên mua thôi chứ mua dùng thì em nghĩ cũng không nên uh, đây có chốt bản lề này Độ thông gió là 16 lỗ Bắc bột Dùng vẫn rất là ngon lành Con này là hàng new 100% anh em nhé New 100% Ở đây thì có những cái thông số A3 Với cái ký hiệu này à, Chắc là ký hiệu công ty Đó Nhìn rất là hầm hố và ok <laughs> Khá là lạ rồi ok, anh em nào có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại cho phần bình luận nhé Con này em bán với giá là 4 triệu đồng 4 triệu đồng dùng chuyên đề trưng bày dòng Zippo để bàn Ok Cảm ơn anh em đã theo dõi video